Xin chào các bác, hôm nay là cuối tuần em lại đi sang cùng anh em đi ra quán đồ cũ mua một vài thứ cho một số anh có gửi. Thì hôm qua không được nghỉ nên em chưa đi mua được. Hôm nay chủ nhật thì mới nghỉ, tuần này thứ bảy làm ạ. Thì đây có một hai anh em cũng đi tiện đi chợ rồi, rủ anh em đi cùng. Qua thì chở một cái hộp nhỏ nhỏ, nó không nặng nhưng mà nó khá cồng kềnh, phải có anh em chở cùng. Tiện hôm trước, tuần trước có mua một cái dây này nhưng mà em ấy cầm nhiều đồ tay quá chưa, là nhét tạm một túi áo. Sau ra thanh toán này lại sót mất cái này. Cái này còn trăm biên 20.000 thôi, nhưng mà tí nữa đi ra trả cho họ luôn. Không có những cái 5-7 man 10 triệu mình còn mua được, mà cái này có trăm biên 20.000 mình lại không trả tiền. Thì có thể là họ check camera hoặc là không, nhưng họ thấy có thể biết mình cầm nhầm, hoặc là họ không biết, hoặc có thể mình họ nghĩ mình ăn trộm cũng nên. Nên tuy nhiên là cái 10 triệu mình mua được mà 20.000 mà mình không thanh toán thì cuối cùng lỡ mà người ta soi camera, người ta thấy thằng này bỏ vào cái này vào túi áo không thanh toán thì mang tiếng người Việt mình ra đấy, mang tiếng Đại Việt Việt Nam nghìn năm văn hiến ra. Em tiện đi ra sẽ trả luôn cho họ, thôi em phép em đi. Đây em đang đến ở quầy dây AV và dây kết nối giữa đầu âm ly và điện thoại âm ly. Đây thì đấy có loại dây là hai đầu, là hai đầu giá rất là rẻ, tầm 300.000 một cái. Hàng này là hàng mới được phục ở Jushin luôn, JVC nhé, JVC này. Hàng này là xem made in, cũng là made in China thôi, nhưng mà đây là ở shop này là Jushin, là một trong những shop mà hàng mới và cũng đắt nhất ở khu này, còn không phải là hàng ở đồ cũ đâu. Đây, hai đầu ra hai đầu JVC, hai đầu ra hai đầu JVC. Đây các bác có thể thấy hai đầu ra hai đầu. Còn đây là một đầu ra hai đầu rồi lại dắt thêm một cái A305 vào. Ui rồi, dây của em nó bị rớt. Đây thì giữa này là cũng 1:1 này. Đoạn này thì nó đắt hơn. Đấy, đây có 3:3 này. 3:3 thì tầm 350. Đến 400.000 một cái, còn 2:2 nó rẻ hơn. Rồi, có một anh bảo em mua cho dây 3:3 đây thì em sẽ lấy luôn một cái da 3:3. Thì em đã lấy một cái 2:2 và một cái 1:2 rồi tầm 300.000 một cái. Thì để em bảo với anh đấy xem anh có mua 3:3 nữa không thì em sẽ lấy luôn. Em đang đi vòng quán rồi, phải đến trả cái này trước ạ. Trả đồ này hẳn. Trả đồ này xong rồi tí nữa đến sau. Sumimasen. Kore wa ba senshu ma boketo irechatta kara mada harutte nai. Ah, hontou ni. Arigatou gozaimasu. Kaeshimasu. Arigatou gozaimasu. Ha, yamete kudete. Ha, arigatou gozaimasu. Đã thì vừa trả xong cái kia rồi bác. Em vừa bảo là tuần trước tao quên tao nhét vào trong túi quần, tao quên tự tiền. Đấy thì vừa trả xong cho nó. Tao lỡ thôi, camera nó thấy mẹ thằng này ăn trộm cái 100 yên này, 20.000 mang tiếng. Bảo mẹ cái 10 man còn mua được cái 200 yên này, đi ăn trộm, cười xúi mặt. Thì mình mua hết quán rồi còn đâu. Mua hết quán rồi còn đâu. Chà chà, có cái dây AV này ngon thế, 1.5 triệu có khác. Đây là cái đầu của em Ly. Đầu tí ắc mới. Đầu hai cái đầu mới. Cái này anh em ở Việt Nam mình không chuộng lắm. Không phải là giải mã nên là anh em không chuộng lắm. Ủa, có một cái DCD của Danone này. Cái này thì hơi đắt, 16 triệu. Chắc là không dám nhận. Con CD này thì rẻ hơn. Hai con CD này thì rẻ hơn. 4 triệu với 4.5 triệu với 3.5 triệu. Chắc là anh em mua được. À cũng được, nhẹ không à. Đấy, có một chú có con gái ở bên này, con cần tìm một cái CD, chắc tí sẽ báo luôn con này cho chú. Xem chú có lấy không. Đây thì có mấy con tăng tiếng của thằng Behringer. Thì có hai bác đang dặn con này thì em sẽ lấy về. Hai con này về tầm 2 cân một cái, 3 cân, 2-3 cân một cái. Nhưng nó vẫn còn trong bọc. Đấy, em sẽ lấy hai con này về cho hai bác dặn.
còn bên này có mấy con rẻ hơn thì nặng hơn. Ui sao thế? Ôi nhỏ nhỏ mà nặng thế. Đấy thì em sẽ báo lại cho các bác đấy xem là con đời 2100, con này đời 2200, con này 2100. Thông số em sẽ đọc kỹ hơn chút cho. Con này có 2 channel 2CH này, có bảo hành 3 tháng, sản xuất thì không có 5. Dạ, có mã của nó là Behringer MDX2100. Đây, quay gần tí. Đây, con này là Behringer MX2200 MDX và MX, chứ không biết là dòng nào thì sẽ là dòng nào sẽ là ok hơn. Đấy, thì vẫn có một số bác có yêu cầu là xem cái bộ boss này, boss Phenon 3 này, thì ở đây có bản là tầm 2.7 một bộ này. Nó lo máy tính thì có một anh đang hỏi. Cục này nặng lắm thôi, nếu mua thì em khuyên là không cần mua con này, gì mua Việt Nam rồi. Cục này nó nặng như 5 cân thế này thì tiền có 2.7 mà vận chuyển nó mất hơn triệu bạc rồi, thì thôi mua làm gì mất công hả các anh, lãng phí à. Đây có một anh cũng mở mua cái bộ boss này RA15 này, vẫn còn bọc trong túi, cái đầu và cái vẫn còn bọc ở trong cái túi ni lông hết, chứ bóng hết, chỉ có cái bộ trầm loa này để ngoài thôi. Thì anh ấy bảo là kiểm tra kỹ cho anh, test âm kỹ cho anh, thì bảo em không làm được vì hàng này hàng niêm yết ở quán người ta ok rồi, mà người ta còn bọc trong túi bóng nguyên, niêm ta còn mới nguyên như thế này, mà anh bảo test âm thanh ok cho anh rồi mới lấy được thì chắc là em cũng chịu, em không dám. Không còn đủ hết giấy tờ này, điện dây điện dây cáp này, dây AC kết nối này, điều khiển này, AM FM luôn, có DVD luôn. Đây thế mà còn nguyên túi bóng này, anh có thể thấy còn nguyên túi bóng như này. Mà anh bảo em test âm thanh ok mới lấy cho anh thì khó cho em quá, anh thông cảm. Đây có một cái, ui trời, cái này nặng quá, đầu DCD khá nặng. Đến ông PMA3902 CD2 trước có con CD4 nhưng mà có ai lấy mất rồi. Đấy, series 2 thì không biết là các anh không biết có ưa chuộng con này không, ít người hỏi con này. Nó giá tầm hơn 2.2 triệu tỷ thôi, nó nặng. Em đi một vòng xem có cái gì mua được không. Bên này có mấy cái đầu cái nghe điện than nó rất đẹp này, cái này đẹp quá, hàng mới. Mới đây, con này. Con này xem nó nặng bao nhiêu cân. Không nặng lắm, tầm 5-7 cân thôi, 7-8 cân như đấy, giá nó tầm 4 triệu 2-4 triệu 3, hàng mới. Về Việt Nam này chắc là tầm 6 triệu vậy. Đây là một con Audio Technica, con này đẹp thế nhỉ, giống con trước em mua cho anh Bảo Trung ở trong Quảng Trị. Con này giá tầm 1 triệu 2 thôi các bác. Con này nó hơi bị có vết xước ở đây, rẻ hơn cái con kia ở đây. Đây là con trước em mua, con này mới thì nó giá là tầm 2.2 triệu, còn con này thì nó giảm một nửa là 1.2 triệu. Đây con này là con em mua, đây con trắng này này thì còn rẻ hơn trước rồi, tầm hơn 2 triệu một tí, trước hơn 2.2 triệu cơ, trước 9.9 cơ. Đấy, đây là hộp mới của cái con ở dưới kia này, hộp của nó này. Đấy, con này rẻ thì em sẽ báo anh Trung, anh ấy như bảo có người nhờ mua. Đây là cái đĩa than của nó, đĩa than này, đĩa than mới, không biết nó có đĩa Nhật thì để ghi record, để ghi nhạc. Cái này chắc là thôi sẽ ai lấy. Đấy có mấy cái đây. Yamaha này là cái trầm không, 700.000. Nặng quá. Ủa giời. Đây em kết con này nó rẻ này, mình mua con này được. Thì em sẽ báo với anh Trung Quảng Trị xem anh có mua cho, có một người nhờ mua. Đây em là cái quay không trách, nay người ta đổi layout, người ta chuyển sang chỗ khác tìm không thấy. Đây có cái mic đây rồi. Rất nhiều bác hỏi mic nhưng mà nay em mới tìm được con này. Cái này là của là gì đây? Unidirectional. Con này không biết là có ra gì không. Giống của con Onkyo trước em mua nhưng mà không phải. Dynamic Made in Japan nhé. Microphone Japan này, Made in Japan này. Và hàng cũ này thì người ta bán tầm 200.000 cái thôi, rẻ mà.
em sẽ mua về. Có bác nào lấy thì em sẽ để. Còn Sony này thì Victor này thì là hàng chân nhỏ 3.5. Chủ tịch đi hỏi chú Tân em chú lại gần đây không? Chú bảo lại về chú hàn chân được. Một cái đồ cũ không check này có nhiều cái hay. Đây là một cái flute. Đây rồi, đây là có một cái gì đó nữa, không dây đó. Bây giờ mic này thì sáp không dây. Nhẹ lắm, cho chắc không ăn thua không? Nhẹ như kiểu bóc cái này. Con Sony này vẫn nằm đây hôm giờ. Con này hơn 200 nghìn nhưng mà nhẹ tanh này chắc là không thu, không ăn thua. Đây còn gì đây nữa. Smart karaoke, con này chuyên karaoke nhưng mà nó lại không có dây các bạn. 220 nghìn. Sẽ báo với chú Tân xem chú có lợi không. Smart karaoke. Rồi, có hai con mic này là có thể sử dụng được đấy. Em sẽ báo với chú đấy. Một đôi này, rất nhiều khách khách em đặt mic nhưng mà em chưa tìm ra được. Tiện qua đây thì em quay luôn mấy cái mic Sony này cho một số bác hay hỏi mic. Nếu mic Sony này, coi như một con này là chân bé, cắm vào điện thoại hoặc là cắm vào gì được, iPad, iPhone, các thứ nhỉ. Nó chân bé của Sony hết. 3-4 con. Giá tầm 350. Đấy. Bên cạnh đây là có rất nhiều guitar, nhưng mà guitar này là không quay, hôm trước em mới quay rồi. Nên em không quay lại nữa. Đây có một con Mitsu đây rồi. Đây là một trong những hàng hiếm mà rất nhiều người đặt nhưng em chưa tìm ra. Ui trời ơi, đây rồi, mừng quá. Con này người ta đang bán là 900 nghìn. Thì không biết là các bác có mua được không. Mình còn nguyên hộp hàng cũng dùng rồi, nhưng mà hàng nguyên hộp đã được check và niêm yết ở quán tầm là 900 nghìn, là hơn 850 đến 900 nghìn. Về Việt Nam nữa thì cho nó phải đắt thêm một chút nữa. Đây em sẽ chụp con này đăng lên luôn, bác nào lấy luôn thì bảo em luôn. Ở đây là có một số cái đồ automat với lại mấy cái đồ sửa que hàn các thứ. Con này tầm 200 nghìn một cái, máy hàn này 40W, cộng với mấy cái đồ lên màu LED này tầm cũng chưa đầy 400 nghìn. Mấy bộ tô vít này tầm 150, mũi khoan 300, kim cắt này, trước bạn nào có hỏi kim cắt này. Một số bộ này tầm 300 nghìn với lại quanh quanh khu vực đấy. Đây cái túi đeo. Đây, một bộ tô vít các thứ, kìm các thứ. Kìm này thì nó cũng rơi vào tầm 200 cái. Thước cái thứ rất nhiều đồ. Hàng cũ nha bác, nhưng mà hàng người ta mua mới nhưng chưa sử dụng ấy. Đây là các bác, hôm nay đồ hôm nay em mua thì được chỉ có mấy cái như này thôi. Đây là cái cần câu cho chú ở Hà Nội. Và có một hai cái vang, hai cái tăng lời cho một anh cũng ở Từ Liêm, và một cái anh thì đang ở bên Nhật này. Còn hai cái dây này thì cùng với một cái tăng lời này thì mỗi cho cùng một anh. Đây là dây 2m, một từ điện thoại và RAM ly các thứ là đầu thưa. Cái là dây 33, đây, dây này thì đắt hơn, 400 nghìn. Còn anh cũng mua thêm 7m dây. Loại này rất nhiều đồng, đấy là xem đồng. Đấy, dây nhìn rất là ok. Còn trong này thì có một cái máy đĩa than cho anh Trung ở trong Quảng Trị, cộng với ba cái mic này. Ngoài ra đây là có một anh ở Việt Nam, anh có gửi mua một cái đầu đĩa CD và gửi về cho anh đấy. Thì nay hàng người ta đã đưa đến nơi thì em sẽ gửi luôn cùng với chuyến của em sắp tới đây. Đấy thì còn mấy cái máy Wintech em chưa gửi về được, trong này còn hai cái nữa. Đấy thì em xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn ủng hộ cái kênh của em và tin tưởng gửi gắm mua đồ. Thì một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.